Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vidashop. Xin chào các bạn, mình là Tuyên, mình là kỹ thuật viên Vinia. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng máy quay được và tắt gel la karaoke liên tục. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn bát gel la karaoke. Thì đầu tiên mình sẽ cần hai khóa 3 như ban đầu mình đã nói, và cái thứ hai mình sẽ cần thêm một cái tuyết. Thì trong cái bát, trong một giá gel la này sẽ có một bát gel tường và một bát gel la. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn luôn. Lúc này các bạn lấy khóa 13 sức thật chắc để khi mình gắn lên loa nó sẽ không bị âm thanh phim đánh nó sẽ không bị rung. Lắp lên loa, đây là cục gù, đây là dùng để tăng độ cao thấp của hướng loa. Này mình cầm hai khóa mình sẽ thật chắc nhé các bạn. Rồi xong. Thì đây là một cái bát gel thứ hai gắn vào loa. Thì đây mình tháo hai góc nhé. Nếu các bạn muốn có nhiều người sẽ kỹ hơn thì mình sẽ gắn thêm cái lồng đèn, nhưng vẫn thẳng cái này thì nó đã ok rồi. Và mình căng độ bằng hai bên, tại vì hai cái này sẽ tăng đưa đối với nhiều góc tường, mình sẽ tăng đưa theo độ khác nhau để cho bắt được cái loa điện tường. Vậy là xong. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay và coi mua hàng giới thiệu cho shop mình với.